Đây là cái đầu MTID 6. Em sẽ hướng dẫn anh là cách mà tự cắm màn hình, tự lắp đặt tất cả những cái gì mà em gửi cho anh ấy, thì là nó cốt hết rồi. Bây giờ sẽ hướng dẫn anh cách cắm cổng màu. Đầu tiên là cổng này là cổng cáp màn hình. Cổng cáp màn hình thì em gửi cho anh cái cáp nó cũng như này nhưng nó ngắn hơn, thì mình chỉ việc cắm vào đây. Đấy, cắm rắc thôi. Và cái đầu này mình cắm lên cái màn hình của mình. Em phần này em bỏ qua chứ bởi vì nó chỉ có một cái rắc cắm thôi. Mình sẽ bỏ qua. Cái cổng to này chính là cái rắc nguồn. Đấy. Cái rắc nguồn này mình cắm vào như bình thường, mình chỉ cắm rắc thôi, mình không làm gì hết, mình chỉ cắm rắc thôi. Đó. Thì ở đây nó có cái rắc USB. USB nó sẽ như này, nó sẽ màu sữa như này. Bình thường thì nó sẽ có cái những cái gân ở đây. Nhưng mà bởi vì là cái đầu NVIDIA D6 thì nó khác so với những cái đầu CD của mình, nên mình sẽ gọt hết cái gân ở đây, gọt tròn những đầu gân ở đây. Bình thường thì nó sẽ cắm xuôi theo chiều như này. Xuôi theo chiều nhật, em bỏ cái này ra nhìn nó dễ. Bình thường sẽ cắm xuôi như này. Đó. Nhưng mà đối với đầu NVT thì anh sẽ gọt tròn đi và quay ngược lại 180 độ. Anh cắm như này. Đó, cắm ngược lại 180 độ, vặn cái dây này lên. Đó, vặn cái dây này lên. Đấy. Đây là cổng USB thứ hai. Xem mình không có cổng USB thứ hai thì mình sẽ bỏ qua cái cổng USB thứ hai này. Tiếp đến là cái rắc màu sữa. Rắc màu sữa ở trên xe mình có. Đấy là cái rắc Bluetooth. Đấy, mình chỉ cần cắm vào là xong. Tiếp theo đến em có gửi cho anh một cái sợi dây anten CarPlay. Đó, anten CarPlay. Thì anh sẽ cắm vào cái cổng màu hồng này là để kết nối CarPlay. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Bắt này bỏ qua, bắt này là cắm nguồn. Ở đây nó có tùy theo đầu, đầu có 1, 2, 3, 4, 5 cổng. Nhưng mà thường thì đối với series 3 thì chỉ có 2 cổng, 2, 3 cổng. Thì cổng này cổng AM, cổng này sẽ cắm rắc màu, sẽ cắm một cái rắc màu đen trên xe có sẵn. Còn cái cổng này là cổng FM. FM thì sẽ có màu trắng tùy xe. Những xe đời mới LCI thì mình có màu trắng, hay màu trắng. Còn không có rắc LCI thì sẽ không có sóng FM, là sóng AM. Thì mình sẽ cắm ở cổng 2 ở trên. Đấy, lưu ý là ở trên này nó cũng có ghi là FM1, FM2. Và cái đáp, cổng đáp này thì mình sẽ không dùng đến, bởi vì cổng đáp này là dùng cho cái ATM ở thị trường Việt Nam không support. Nên là mình chỉ cần cắm FM1, AM thì cắm vào FM2. Đó. Cũng như vậy đó. Mình cắm vào là mình dùng bình thường. Trong quá trình mà sử dụng thì mình có gì mình không hiểu thì mình sẽ liên hệ với em sẽ tư vấn thêm. Ok.